Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 18 tháng 12 là ngày thứ tư liên tiếp rét đậm rét hại diện rộng xuất hiện ở các tỉnh thành miền Bắc. Thậm chí ngày càng rét hơn khi những đợt gió mùa đông bắc liên tục được bổ sung xuống nước ta. Nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay ở Bắc Bộ vẫn ở ngưỡng thấp, dưới 14 độ ở vùng núi và dưới 16 độ ở khu vực trung du và vùng đồng bằng. Với mức nhiệt như vậy thì khu vực vùng núi và trung du sẽ xảy ra tình trạng rét hại, còn vùng đồng bằng bao gồm thủ đô Hà Nội sẽ ở mức rét đậm, thậm chí là xấp xỉ ngưỡng rét hại. Theo dự báo, đợt rét đậm rét hại ở miền Bắc sẽ còn kéo dài trong những ngày cuối tuần này. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới vẫn phổ biến ở dưới ngưỡng 17 độ. Quý vị cần chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe trong đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay. Với miền Trung, không khí lạnh dồn xuống tương tác với sườn đón gió của dãy Trường Sơn khiến cho dọc các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho tới tận Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục có mưa nhiều nơi. Trong đó, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Định sẽ là những vùng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Do tác động của mưa và không khí lạnh nên tại các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm nhẹ, phổ biến ở dưới ngưỡng 17 độ vào trưa chiều và rét đậm xảy ra. Còn với các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nhiệt độ cũng giảm dần, trời rét ở khu vực Trung Trung Bộ và mát mẻ ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ như là Ninh Thuận và Bình Thuận, khi nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở khoảng từ 25 cho tới 28 độ. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng tới khu vực Tây Nguyên khiến cho nơi đây chuyển nhiều mây và có mưa rải rác vào chiều tối. Ngày có nắng yếu gián đoạn với nhiệt độ cao nhất giảm chỉ còn từ 24 cho tới 27 độ. Với khu vực Nam Bộ, chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời vẫn nắng mạnh và nhiệt độ cao từ 31 cho tới 33 độ. Đặc biệt khi về đêm và sáng, nhiệt độ giảm nhanh ở các tỉnh vùng cao khi phổ biến ở dưới ngưỡng 19 độ. Riêng thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng thấp nhất chỉ từ 13 cho tới 15 độ, trời rét, nên quý vị chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ tiếp tục thịnh hành trường gió Đông Bắc, có cường độ ở mức cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, duy trì trường gió Đông Bắc với cường độ phổ biến ở mức cấp 4 đến cấp 5. Tuy nhiên, tại đây có mưa dông nhiều, làm giảm tầm nhìn xa xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km và lốc xoáy cùng với gió giật mạnh trong cơn dông nên cũng không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Như vậy, trong hôm nay, nơi có thời tiết đáng chú ý nhất vẫn là các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khi rét đậm, rét hại tiếp diễn, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người cũng như là tới các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, quý vị chú ý có các biện pháp phòng chống rét khi đợt rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài tới ngày 20 tháng 12. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.